1. 저는 배고픕니다. Tôi đói. 2. 여러분은 밥 먹었나요? Các bạn đã ăn cơm chưa? 3. 저희도 배고픕니다. Chúng tôi cũng đói. 4. 우리 밥 먹으러 가요. Chúng ta đi ăn cơm đi. 5. 그는 밥 먹었을까요? Bạn ấy đã ăn cơm chưa nhỉ? 6. 그녀는 밥 먹었을까요? Bạn ấy đã ăn cơm chưa nhỉ? 7. 그들은 이미 먹었습니다. Bọn họ đã ăn rồi. 8. 당신은 모르는 게 없군요. Bạn cái gì cũng biết.